Hiện tại em đang đứng trước vị trí căn nhà ở địa chỉ là 29 xẹt 8 xẹt 24 A1 nha anh chị. Đường Bình Đông, phường 15, quận 8, thành phố Hồ Chí Minh. Căn nhà có cổng rào màu đen này nha. Đó, có cổng rào. Chiều ngang của căn nhà mình là 3,5 m nha. Và sâu vào bên trong là 16 m ha anh chị. Một trệt và 3 lầu nha, sân thượng trước và sau, mái che thang. Pháp lý là sổ hồng, mua bán ký công chứng sang tên ha, sổ hồng riêng, hoàn công đầy đủ nha anh chị. Đó, hướng nhà là hướng Tây Nam ha. Hẻm trước nhà của mình nè. À. Hẻm trước nhà của mình ha anh chị. Đi thẳng ngoài kia ra cầu số 2 ha. Rồi bây giờ Nhân sẽ đi từ vị trí căn nhà của mình và về tới ra tới các vị trí xung quanh cho anh chị mình xem nha. Hướng nhà của mình là hướng Tây Nam nha anh chị. Đó, đi thẳng ra ngoài ha, ra cầu số 2, ra ngay chân cầu số 2 gần chợ Bình Đông. Đó, gần chợ Bình Đông. Thì cây cầu Bình Tiên qua từ quận 6 qua đây đang đang hình thành ha anh chị, đang xây dựng nên sau này mình đi qua còn gần hơn nữa ha. Hiện tại giờ mình đi qua quận 5, quận 6 qua cầu Chà Già. Đó, qua quận 5, quận 6 qua cầu Chà Già ha anh chị. Đó, thì hẻm của nhà mình là giữ bóng là 6 m và không đụng tới vị trí căn nhà của mình ha. Thì mình chỉ dùng cái sân là khoảng 7 tấc thôi anh chị. Dùng cái sân nhà của mình 7 tấc thôi ha, không dính líu tới kết cấu của căn nhà mình ha. Giá hiện tại chủ đang kêu căn này có giá là 3.790 triệu. Giá này vẫn còn thương lượng trực tiếp với chủ nha. Anh chị mình quan tâm tới bất động sản này thì liên lạc với Nhân qua hai số điện thoại của Nhân trên màn hình ha anh chị. 0922 393939 ha, và 0822 39 39 39 nè. Đây là cầu kênh ngang cầu số 2 ha anh chị, cầu kênh ngang cầu số 2, hướng này về lại đường Lưu Hữu Phước và mình sẽ lên dốc cầu nha, mình sẽ lên dốc cầu đường cầu số 2 này ha. Đó, bên kia đường, bên kia đường đó là đại lộ Đông Tây nha anh chị, đại lộ Đông Tây bên đó là quận 6 nha anh chị. Đó, đây là trường trung học cơ sở Lê Lai nè, cặp bên hông trường trung học cơ sở Lê Lai luôn nè anh chị. Đó, đây có công viên ha. Đó, ngay cầu số 2. Và bên đây là chợ Bình Đông nha anh chị. Bên đây là chợ Bình Đông nha. Đó, đây là chợ Bình Đông. Ở đây là chợ Bình Đông. Còn phía trước mặt anh chị là cầu số 1 là tới cầu Chà Già rồi nha. Căn nhà mình pháp lý sổ hồng rõ ràng, mua bán thì ký công chứng sang tên nha anh chị. Đó, đây là chợ Bình Đông nha. Ngay công viên, xuống cầu số 2 anh chị rẽ tay trái liền nha. À, tới vị trí căn nhà của mình rồi. Ở đây có cái chung cư đang hình thành nè anh chị. Ở đây có chung cư đang hình thành nè. Ở bên kia là đại lộ Đông Tây. Ở bên kia là đại, ở bên kia đường là đại lộ Đông Tây ha. Ở đây là khu vực trên bến dưới thuyền ha anh chị. Ở đây là khu vực trên bến dưới thuyền ha. Anh chị mình xem thử video đường đi từ đây, từ căn nhà về tới khu trung tâm quận 5. Đó, qua cầu Chà Già thử cái bao nhiêu phút ha anh chị, để mình cân nhắc và tìm được một bất động sản duy nhất trên kênh bất động sản của Sở Hành của Nhân. Nhấn like video để ủng hộ kênh của Nhân nha, và nhấn vào đăng ký kênh, bật chuông để xem được nhiều video hơn. Nếu anh chị có bạn bè người thân trong gia đình cần mua một bất động sản có phân khúc có giá dưới 3.790 triệu thì hãy chia sẻ video này, vì căn nhà này có kết cấu rất là đẹp nha, một trệt và 3 lầu, sân thượng trước và sau anh chị, mái cho thang ha. Pháp lý là sổ hồng rõ ràng rồi, hoàn công đầy đủ, mua bán thì ký công chứng sang tên thôi. Ở đây là cầu số 1 rồi nè anh chị, ở đây là cầu số 1 rồi nè. Ở bên kia đường là đại lộ Đông Tây, sau này tuyến đường mình hình thành lên thì anh chị mình sẽ thấy được vị trí nó còn đẹp hơn nữa ha. Cầu Bình Tiên mà hình thành xong á thì anh chị mình thấy đi lại thuận tiện hơn và đẹp hơn nữa nha. À, còn đây là qua tới vị trí phường 14 rồi nha anh chị. À, đây là phường 13 ha, đây là phường 13. À, cây cầu đi bộ phía trước là tới cầu Chà Già xe chạy rồi ha. Ở đây nhân thấy cầu Chà Già rồi đó nha anh chị. Ở đây là trường, một cái trường học.
Đây là trường trung học phổ thông Võ Văn Kiệt nha anh chị. Đây là trường trung học phổ thông Võ Văn Kiệt. Gần trường Lê Lai, gần trường Võ Văn Kiệt ha. Gần trường Ngô Gia Tự, chợ Bình Đông, cầu số 2 ha. Ở đây là mình nhìn thấy được vị trí cầu Trà Già rồi đó. Trước anh chị, mặt anh chị là cầu Trà Già ha. Đây Nguyễn Văn Của nè, Nguyễn Văn Của nè anh chị. Ở ngay dòng xe chỗ Phạm Lý Hiển ha. Ra cầu Chị Hiên Đường, ra ngay trên cầu Chị Hiên Đường luôn á. Nguyễn Của quẹo kia là ngay trên cầu Chị Hiên Đường. Và cầu phía trước mặt anh chị á là cầu Trà Già ha. Đó đúng 5 phút ha anh chị. Đúng 5 phút là mình tới quận 5, quận 6 rồi ha. Mà căn nhà này pháp lý vững chắc nha, 3 tỷ 790 triệu nha anh chị. Hiện tại chủ đang vay cho căn này là 3 tỷ luôn á. Sổ hồng đang vay ngân hàng 3 tỷ ha. Mình chỉ cần 790 triệu nữa là sở hữu căn nhà một trệt và 3 lầu, phường số, quận số luôn ha anh chị. Rồi, ở đây anh chị mình thấy á, đó là cầu Trà Già nha. Ở đây là cầu Trà Già hướng về quận 5. Lên dốc cầu là về quận 5 nha anh chị. Lên dốc cầu là về quận 5 á, bên kia đường vẫn là đại lộ Đông Tây ha. Rồi đây tới cầu Già Già rồi nha. Nhưng xin chào và hẹn gặp lại anh chị ở video quay nhà lần sau. Đó. Nhưng xin chào tất cả các chị và các bạn đang xem video review bán nhà ở thành phố Hồ Chí Minh qua kênh YouTube Bất Động Sản Sài Thành. Hôm nay Nhân sẽ review cho anh chị một căn nhà có kích thước ngang là 3,5m và chiều sâu vào là 16m nha anh chị. Đó, nhà được xây dựng với kết cấu là một trệt và 3 lầu nha. Có mái che hang ha anh chị. Đó, căn nhà này ha anh chị. Và bây giờ Nhân đang đứng trước vị trí căn nhà của mình nha. Đó, đây là mặt dựng phía trước của căn nhà mình nè. Một trệt và 3 lầu, có mái che hang ha, có sân thượng trước và sau, có 4 phòng ngủ và 3 bàn nhà vệ sinh ha anh chị. Căn nhà mình nằm ở hẻm rộng rãi trước nhà mình ha, và khoảng gần 4 mét nha. Đó. Ở đây anh chị, trước nhà của mình nè. Đó, nhà mình có cổng rào bên ngoài nha, và một lớp cửa cổng bên ngoài là cửa sắt 4 cánh nha. Ở nhà hiềm nhà mình còn cao hơn so với cái đường, thì khoảng ở đây 1 tấc, ở trong kia 2 tấc là khoảng 3 tấc nha anh chị. Đó, khoảng 3 tấc nha. Ở cổng rào bên ngoài ha, mình để xe bên trong nhà, đóng cửa bên ngoài lại được. Bên trong là cửa sắt 4 cánh kết hợp với kính cường lực nha. Ở trên thì chủ ốp tường cao tới trên, ốp tường cao lên, đá hoa cương lên tới trên đó luôn. Thì căn nhà mình á, thì lộ giới mình nếu sau này mở ra 6m á, đường này 6m thì không có dính vô cái nhà mình ha. Tính vô cái sân tí xíu khoảng 0.7 ha anh chị, 0.7. Mình dời tí xíu vô cái cổng mình vô tí xíu là được rồi ha. Một trệt và 3 lầu nha. Hướng nhà là hướng Tây Nam nha anh chị. Nhà mình nằm hoàn toàn trong khu dân cư hiện hữu ha. Hãy nhân vào trong quay chi tiết bên trong cho anh chị mình xem nha. Đây cái hiềm nha, chỗ này là cao hơn 1 tấc nha. Và cái sân trước nhà mình nếu mà lộ giới làm chỉ tới mí này thôi nha anh chị. Mí này thôi ha. Thì anh chị mình quan tâm tới bất động sản này thì liên lạc với Nhân qua số điện thoại là 0822 39 39 39 nha. Nhân sẽ trực tiếp gửi sổ cho anh chị mình xem và gửi vấn đề pháp lý cho anh chị mình xem ha. Cổng thì nhà mình thì ốp tường cao lên tới trên. Địa chỉ của căn nhà mình là 29/8/24A, đường Bình Đông, phường 15, quận 8, thành phố Hồ Chí Minh, gần trường trung học cơ sở Lê Lợi ha, trường Lê Lai, trường Võ Văn Kiệt ha anh chị, và trường Ngô Gia Tự ha anh chị. Bên trong nhà thì chủ lót gạch 6 tấc nha, và chủ ốp tường cao lên tới 1m2 rồi. Trần nhà cao ráo nha anh chị. Ở gần chợ Bình Đông nha anh chị. Gần chợ Bình Đông ngay cầu số 2 mình ha. Cách cầu Trà Già thì khoảng 5 phút thôi nha anh chị. Từ cầu Trà Già mình chạy xuống cầu số 2 mình rẽ tay tay trái ha, rẽ tay trái qua cái công viên, mình không vào công viên nha, mình đi thẳng luôn tới vị trí căn nhà của mình luôn nha anh chị. Đi thẳng luôn ha, là sẽ tới vị trí căn nhà của mình luôn. Cầu thang thì mình đi lên, ở dưới chân cầu thang thì chủ cũng làm cho mình cái tủ gỗ dưới. Ở ngoài sau nhà nè anh chị. Ngoài sau nhà thì cái hiềm sau cao hơn nhà trước ha. Cao hơn khoảng 2 tấc nha anh chị. Cao hơn khoảng 2 tấc nha. Cầu thang thì tay vịn gỗ, mặt đi bằng đá hoa cương nha. Đó, một trệt và 3 lầu. Một trệt và 3 lầu nha anh chị. Sổ hồng riêng hoàn công mua bán thì ký công chứng sang tên ha. Đó, đây bên trong của căn nhà mình nha. Ở không gian bếp
Bếp thì có tủ bếp trên, tủ bếp dưới ha anh chị. Mặt bếp xây đá hoa cương. Đó, ở dưới đây thì chủ ốp tường cao lên 1m2 rồi nha. Hỏi chiều ngang của căn nhà mình là 3m rưỡi và sâu vào là 16m nha anh chị. Sâu vào là 16m ha. Căn nhà nằm là hoàn toàn trong khu dân cư hiện hữu nha. Pháp lý là sổ hồng, hoàn công, mua bán hình ký công chứng sang tên ha anh chị. Hiện tại chủ đang kêu căn này có giá là 3 tỷ 790 triệu nha. Đó. Đây anh chị, ở bên trong nhà vệ sinh thì chủ ốp tường cao lên tới trên ha. Ốp tường cao lên khoảng 1m6 rồi, 1m6 ha anh chị. Cửa nhà vệ sinh thì sử dụng cửa nhôm. Đó, giá kính mờ cho anh chị mình luôn ha. Đó, không gian nhà vệ sinh dưới đây mình có thể để một cái bồn, một bồn tắm rồi cũng được đó nha anh chị. Để bồn tắm nó cỡ rất là rộng rãi nha. Nó hướng nhà của mình là hướng hướng tây nam nha anh chị. Hướng nhà của mình là hướng tây nam ha. Trần nhà cao ráo. Đó, đóng la phong hết trơn rồi. Pháp lý là sổ hồng rõ ràng, mua bán thì mình ký công chứng sang tên nha anh chị. Một trệt và ba lầu nha, một trệt và ba lầu nha anh chị. Sổ hồng, mua bán thì ký công chứng sang tên, nhân đi lên trên quay trên cho anh chị mình xem ha. Nói cầu thang đi lên nè, qua quận 5, quận 1 mình chỉ cần qua cầu Chà Già là tới rồi nha. Từ vị trí chợ cầu số 2 mình đi qua tới cầu Chà Già thì chỉ khoảng 5 phút thôi nha anh chị, 5 phút thôi. Đó, khoảng 5 phút thôi nha anh chị. Thì từ cầu số 2 mình qua đây khoảng 5 phút thôi ha. Thì từ cầu Chà Già mình đi qua tới cầu số 2 thì khoảng 5 phút thôi nha anh chị. Đó. Ở mỗi tầng như vậy á thì có phòng ngủ phía trước, phòng ngủ phía sau nha. Đó, phòng ngủ phía trước, phòng ngủ phía sau. Cửa phòng ngủ thì sử dụng cửa gỗ tự nhiên nha anh chị. Đó, đây nè, đây phòng ngủ phía trước của mình ha, cao ráo. Thì nói chung thì cái màu sơn là do con mình có con nít nên mình sử dụng á. Thì trong thời gian sử dụng thì con nít nó cứ giỡn, nó lau chùi ha. Nó có dính dơ thì mình này chỉ lau chùi quét dọn thôi. Sàn là sàn bê tông cốt thép hết rồi nha anh chị. Sàn là sàn bê tông cốt thép hết rồi ha. Pháp lý là sổ hồng rõ ràng. Ở đây anh chị, đây là ra cái ban công của mình, ra ban công của mình nha. Thì cửa ra ngoài ban công là cửa sắt ha, cửa sắt hai cánh, bên đây có cái cửa cổng nữa nè. Mình nó không mở ban công thì mở cửa sổ ra. Mở cửa sổ ra ha anh chị. Ở bên đây cũng có cửa sổ ha. Ban công mình đó thì được khoảng 1 mét nha, khoảng 1 mét và tay vịn là tay vịn inox nha anh chị. Mặt bên là kính cường lực ha anh chị. Đó, đường trước nhà của mình nè, hẻm trước nhà mình khoảng 4 mét nha anh chị. Đó, căn nhà nằm hoàn toàn trong khu dân cư hiện hữu nha. Ở đây mình rẽ ra bên tay phải, mình ra ngay chỗ cầu số 2 ha anh chị. Ra ngay chân cầu số 2 ngay chợ Bình Đông luôn nha. Ngay trường Lê Lai, trường Ngô Gia Tự, đó, trường Võ Văn Kiệt ha anh chị. Trung học phổ thông Võ Văn Kiệt ha. Gần cầu Chà Già qua quận 1, quận 5 rất gần nha. Rồi, đây phòng ngủ thứ nhất nha, phòng ngủ thứ hai của mình. Ở giữa hai phòng thì có cái nhà vệ sinh để sử dụng cho hai phòng. Căn nhà mình có hệ thống nước nóng năng lượng mặt trời ha. Đây là phòng nhà vệ sinh thứ hai của mình rồi nha. Đó, nhà vệ sinh thứ hai của mình rồi ha. Các thiết bị trong nhà vệ sinh đầy đủ nha. Ở trên tầng sân thượng thì có máy nóng năng lượng mặt trời nằm trên đó ha. Nên dây điện, dây nước thì đi xuống đây xài vòi nóng lạnh hết nha anh chị. Xài vòi nóng lạnh hết rồi. Rồi đây, cái phòng ngủ thứ hai của mình nè. Cửa phòng ngủ vẫn là cửa gỗ nha anh chị. Cửa phòng ngủ vẫn là cửa gỗ ha. Đó, ở đây có cái máy lạnh. Hiện tại chủ đang kêu căn này có giá là 3 tỷ 790 triệu nha anh chị. Ở đây mình có thể mở cửa sổ. Thì ở đây nhà mình tương đối cao nên mình có thể tận dụng mình mở cửa sổ ha. Đó. Một trệt và ba lầu, ngang 3m rưỡi, sâu vào là 16m ha anh chị. Đó, đây là phòng ngủ thứ hai, nhà vệ sinh thứ hai của mình ha. Đó. Bây giờ nhân đi lên trên, cầu thang đi lên ha, cầu thang đúc nha. Nhà mình là sàn bê tông cốt thép hết nha anh chị. Pháp lý là sổ hồng riêng, mua bán thì mình ký công chứng sang tên thôi nha. Ở căn nhà nằm hoàn toàn trong khu dân cư hiện hữu ha. Đây, tiếp tục mình ra phòng ngủ phía trước. Ở ngay chân cầu thang thì nhà mình tương đối cao nên chủ mở cái cửa ra chỗ này để lấy ánh sáng ra ngoài ha. Ở đây là phòng ngủ phía trước của mình ha. Cửa là sử dụng cửa gỗ ha. Cửa gỗ tự nhiên ha, gạch lót gạch 6 tấc. Trần nhà cao ráo, đóng la phong giật tầng xuống ha. Thì tương đối thì căn nhà mình chỉ cần về lăn sân nước thôi là ok, sử dụng ổn rồi ha anh chị. Đó, cửa sổ ra ngoài mình lắp rèm thêm ha, mình lắp rèm. Đó, nhà rất chắc chắn ha, nhà xây dựng sàn bê tông cốt thép, đối diện là xây căn nhà cao tầng rồi. Mình về mình có thể mình làm thêm cái mái bằng sắt ha, cái mái bằng sắt ở trên đó để mình che sân thượng mình lên thêm á.
Đây, tay vịn là tay vịn inox nha, tay vịn inox nha anh chị. Đó, hình trước nhà của mình nè. Căn nhà nằm hoàn toàn trong khu dân cư hiện hữu ha, ngay cho khu vực trên bến dưới thuyền anh chị. Ngay khu vực trên bến dưới thuyền, phường 15 quận 8 thành phố Hồ Chí Minh. Một trệt và ba lầu, pháp lý là sổ hồng rõ ràng, mua bán thì mình ký công chứng sang tên. Phòng ngủ này thì có nhà cửa sổ ha. Ở bên đối diện bên kia là chung cư Green River. Green River ha, phường 7 quận 8 thành phố Hồ Chí Minh. Đó, chung cư đó nằm ở ngay cầu Bà Tàng anh chị. Tiếp tục qua cái nhà vệ sinh ở bên trên tầng 3 này. Đây, không gian nhà vệ sinh của mình ha, có hệ thống nước nóng năng lượng mặt trời đi tới từng không gian nhà vệ sinh. Đó, dòi nước, bồn sứ hết ha, các thiết bị nhà vệ sinh đầy đủ. Đây là phòng ngủ thứ tư của mình ha anh chị, phòng ngủ thứ tư của mình nha. Đó, phòng ngủ thứ tư của mình ở đây có cửa sổ ha anh chị. Đó, cửa gỗ tự nhiên, có cửa sổ trong phòng. Rồi, nhưng lên không gian sân thượng cho anh chị mình xem ha. Đây là máy che thang của mình anh chị, cái máy che thang của mình nè. Đó, có cái máy to nằm trên đó ha. Thì mình tiếp tục mình đi lên trên cho anh chị mình xem. Đây, sân thượng phía trước của mình ha. Đây là sân thượng phía trước của mình nha anh chị. Đây là sân thượng phía trước của mình ha. Ban tầng thượng phía trước thì ta dịnh là ta dịnh inox ha anh chị. Và mặt bên này là mặt bên kính cường lực. Anh chị mình có thể đi làm cái khung sắt. Khung sắt đi từ cái miếng này đi thẳng lên. Đó, thẳng lên làm khung sắt che ra, máy che đưa ra ha. Đó, cho nó sạch sẽ, mình giặt giũ phơi đồ. Ok. Đây, mình lên tới sân thượng của mình ha. Sân thượng trước và sau máy che thang ha anh chị. Sân thượng trước và sau máy che thang. Đó. Bên đây là mình nhìn thấy xe chạy ngoài kia ha, là cầu chữ cầu số 2, đó là cầu số 2 ha anh chị. Đây chạy thẳng ra đó nè anh chị, đi thẳng ra đó là cầu số 2, cầu số 2 mình chạy vô là tới vị trí này ha. Rồi bên đây là cái sân thượng thứ nhất của mình ở trước ha. Còn anh chị ở đây đứng đây thấy ngay bên kia. Bên kia là chung cư Green River ngay cầu Bà Tàng. Đó là nhà thờ Bình An Thượng anh chị. Bên bển là khu vực phường 7, mình chạy lên phường 5, trung tâm cũng phường 5 ha, trung tâm phường 5, trung tâm quận 8 nha. Đó. Còn đây là cái sân thượng phía sau. Đây sân thượng phía sau của mình nè anh chị. Anh chị mình quan tâm tới bất động sản này thì liên lạc tới Nhân qua số điện thoại là 0922 39 39 39 ha, kênh YouTube Bất Động Sản Sài Thành anh chị. Đó, hãy nhấn like video để ủng hộ kênh và chia sẻ video này cho bạn bè người thân của mình để hãy nhìn thấy được căn nhà này ha, và tìm mua được một bất động sản có phân khúc có giá dưới 3.790.000.000 anh chị, để bạn bè người thân của mình có thể nhìn thấy và mua được căn nhà này, giúp chủ nhà bán được căn nhà này nhanh ha. Đó, sân thượng trên đây trồng cây ha, mình có thể làm mái che lên nha, làm mái che đây là vòng máy nóng năng lượng mặt trời để đây có 1-2 ống, 2, 4, 6, 8, 10, 12 ống nha anh chị, 12 ống ha. Đó, máy nóng năng lượng mặt trời. Ở trên đây là máy che ton ha, máy che ton ở đây. Rồi hãy liên lạc với Nhân để xem bất động sản này sớm ha. Nếu anh chị thấy căn nhà này phù hợp thì liên lạc với Nhân qua số điện thoại là 0822 39 39 39 nè, kênh YouTube Bất Động Sản Sài Thành ha anh chị. Hãy nhấn like video để ủng hộ kênh và chia sẻ video này cho bạn bè người thân của mình có thể nhìn thấy được căn nhà này ha, và giúp chủ nhà bán được căn nhà này nhanh nhất nha anh chị. Và Nhân xin chào và hẹn gặp lại anh chị ở video quay nhà lần sau. Bây giờ Nhân xin nhắc lại thông tin chung của căn nhà mình ha. Anh chị và các bạn vừa xem xong video review bất động sản ở thành phố Hồ Chí Minh qua kênh YouTube Bất Động Sản Sài Thành. Nhân vừa review cho anh chị căn nhà ở địa chỉ là 29/8/14 A1 ha, đường Bình Đông, phường 15 quận 8 thành phố Hồ Chí Minh. Căn nhà mình cách cầu Chà Già khoảng 5 phút nha anh chị, qua quận 5, quận 6 rất gần ha. Căn nhà mình có chiều ngang là 3,5 m và chiều sâu vào là 16 m. Nhà được xây dựng với kết cấu là một trệt và hai lầu, sân thượng trước và sau ha. Có mái che thang. Nhà có 4 phòng ngủ và 3 nhà vệ sinh. Về phần pháp lý thì căn nhà mình có sổ hồng riêng, hoàn công, mua bán thì ký công chứng sang tên thôi nha. Nhà mình có hướng chính là hướng Tây Nam và giá hiện tại chủ đang kêu căn này có giá là 3.790.000.000 nha anh chị. 3.790.000.000 giá này vẫn còn thương lượng trực tiếp với chủ ha. Anh chị mình quan tâm tới bất động sản này thì liên lạc với Nhân qua hai số điện thoại là 0822 39 39 39 hoặc 0922
39 39 39, kênh YouTube Bất Động Sản Sài Thành. Thưa anh chị, hãy nhấn vào đăng ký kênh và bật chuông để xem được nhiều video hơn và tìm mua được bất động sản ý nhất cho mình. Hãy nhấn like video để ủng hộ kênh mình ha. Anh chị có bạn bè người thân trong gia đình cần mua một bất động sản có phân khúc có giá dưới 3 tỷ 790 triệu, một căn nhà có kết cấu là một trệt 3 lầu nha anh chị đó. Nằm ở hẻm trước nhà là hẻm 4m nha, hẻm xi măng sạch sẽ, cách quận 5 quận 6 chỉ qua cầu Chà Già thôi, từ đây qua đó khoảng 5 phút thôi nha anh chị. Xuống cầu số 2, anh chị mình từ cầu Chà Già chạy qua cầu số 2 rẽ tay trái là tới vị trí căn nhà của mình rồi nha. Ngày nằm cạnh cái công viên ha. Thôi Nhân xin chào và hẹn gặp lại anh chị ở video quay nhà lần sau. Anh chị mình có bất động sản cần ký gửi thì liên lạc với Nhân qua hai số điện thoại trên màn hình nha, để Nhân sẽ trực tiếp đến quay và quay làm miễn phí và hỗ trợ cho anh chị mình đến lúc mua bán luôn nha. Nhân xin chào.